Các em thân mến, hôm nay là thầy trò chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức để chuẩn bị cho cái bài đánh giá dự kỳ 1. Để chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái bài tập như thế này, nhưng mà nói chung là cũng những kiến thức cơ bản thôi em. Thì ở đây mấy em thấy trong cái bài số 1 mà là trong một cái bảng, nó gồm có gì? Hai dòng và năm cột. Riêng cột đầu tiên người ta ký hiệu là A với chữ A, thì em biết đây chính là hai số đối nhau. Thực chất bài này là đi tìm số đối của một số thôi. Ở đây cho A thì em sẽ đi tìm chữ A là bao nhiêu và ngược lại. Bài số 2 yêu cầu là tính, thì ta thấy ở đây cho chúng ta ba bài. Bài đầu là đơn giản thôi, là cộng hai phân số, bài thứ nhì là có nó phối hợp cộng trừ nhân chia, và bài số 3 là về lũy thừa. Nhưng mà lũy thừa này á, thì ta thấy thực chất nó chính là cùng một cơ số hết. Có em sẽ thắc mắc tại sao trừ 2/3, cơ số trừ 2/3 với 2/3 là nó như nhau, tại vì mấy em chú hiểu cái dấu trừ á, thì mà lát nó còn một số mũ nữa, nếu như nó mà mũ lẻ thì mấy em đưa ra ngoài luôn, đưa ra trước mặt là số đố thôi, cũng có gì hết. Thì giờ đây nhắc lại một chút, khi cộng trừ con số mà em phải quy động, chứ chúng ta không sử dụng máy tính mà ra kết quả được liền. Ở bài B thì mình phải quan sát và ta thấy rõ ràng hai cái tích này nó đều có chung một trị số, tức là bình thường em phải đi tính tích thứ nhất, thứ nhì, sau đó ta lấy hai cái tích cộng lại, nhưng ta là sẽ viết gọn hơn, nhanh hơn bằng cách vận dụng các tính chất đại học. Nói chung là em đặt thường số chung. Còn cái bài này là tại sao đây, thầy nói như thế này, chẳng hạn em nhìn trừ 3 trong mặt mũ 3 thì em thấy nó chính là ba con số trừ 3 nhân nhau thôi, mà ba dấu trừ nhân nhau thì ra một dấu trừ thôi, thấy chưa, còn lại phía sau là bình thường không có gì hết. Nhưng mà đây là mũ 8 mà em thấy tức là cái gì, nói chung là bảng dấu phép nhân với chia thầy đã nói là giống nhau, cho nên khi em thực hiện chỉ có cộng, chỉ có nhân với chia thôi thì phải đếm, tức là ta xác định dấu kết quả trước. Ở đây có cả 8 dấu trừ, như vậy chắc chắn kết quả là ra dấu cộng, bỏ luôn. Và đây là hai dấu thừa. Khi mà chúng ta nhân hai dấu thừa cùng cái số thì sao? Thì lấy hai số 1 cộng lại, 6 cộng 4 là 10. Được chia từ trừ 10 trừ 8, đang thấy nó còn là mũ 2. Và mình tính là kết quả rất là dễ dàng. Bài số 3 là bài toán trình x. Thì trong đề bài này nó có hai bài. Bài đầu tiên, số cần tìm của chúng ta đóng vai trò đây chính là gì? Là số trừ. Thì em thấy muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ là 9/4, trừ cho trừ 5/51 là hiệu đó. Còn bài B thì em thấy có cái lũy thừa. Hai cái lũy thừa là một số em mà mới nhìn là cảm thấy là hơi bị ngợp, bởi vì hai mũ 10 mà em tính ra rất là lớn. Nhưng mà thầy nói khuyên em phải nhìn kỹ cái bài toán muốn chốt vấn đề. Thì đây á, 5 × 20 nói chung là một con số nào đó lớn gì đó cũng hiểu chứ nào, giờ cứ đại loại. Và 28 là cũng là một con số đã biết. Như vậy thì theo thứ tự cái tính mình đã học ở dưới, thì mình tính cái bên tay trái của dấu bằng này, cái biểu thức là x trừ 3 trong mặt nhân 28, thì mình phải tính x trừ 3 trước rồi được bao nhiêu mới nhân 28. Như đây bài toán là cái số chưa biết ở đây chính là vai trò là x trừ 3. Có x trừ 3 thì em sẽ tìm được x thôi, đúng không? Giống như x trừ 3 bằng 2 thì em tìm x là vai trò là số bị bị trừ. Thì đầu tiên cho như vậy thì ta sẽ tìm được cái số chưa biết là x trừ 3 bằng cách lấy gì? 5
lấy cái tích này nhảy hoặc là kết quả này chia cho 248 thì mang lên như thầy là nói này, đừng có vội vàng, bởi vì ta thấy 240 chia 48 giải quyết rất dễ dàng đây. Và chia thì thầy viết trên, và nói chung em áp dụng công thức của lý trường đã học là 2 mũ 10 mà chia 2 mũ 8 là ra 2 mũ 2 là 10 nha. Còn không thì, mình nói theo cái kiểu phân số đó này, 2 mũ 10 là 10 con số 2 nhân lại, ở dưới là 8 con số 2 nhân lại, mỗi lần mình cứ gọi một con một con một con như vậy, cuối cùng ở dưới tử đều là một hết, một nhân một, bao nhiêu con số một nhân nhau là một, còn trên phía trên chúng ta có hai số 2. Bạn em thấy đã tính kết quả này rất là gọn à. Vấn đề đây ví dụ như người ta đổ đề bài, nếu mà mình không hiểu chứ đừng có nói là máy tính gì đó. Cái đây giờ thầy đẩy này lên là gì, 7 mũ 100, bên này là 7 mũ 98, thì rõ ràng em mà đi tính mấy cái thường này chứ là chắc chắn nhiều khi máy nó cũng bị chèn thôi. Đấy không? Mình phải xử lý dùng các gì, các công thức hay các cái kiến thức về lý thường để mà mình giải quyết, thì lúc đó mình bài toán mình sẽ trở nên là đơn giản hơn. Ví dụ ở đây thầy nói là đây là 7 mũ 100 chia cho 7 mũ 98, em mà đi tính gì tính nổi à, vấn đề là chỗ đó. Bài số 4 thì chúng ta đọc tìm hiểu cái đề bài một chút à, đây là kêu tính một cho một một mình một cái hình hộp chữ nhật, thì hình hộp chữ nhật giống như căn phòng trong lớp mình hay ngồi học lắm em à, nó có 6 mặt để tính diện tích xung quanh và giới tích, thì cái bài này á, là gì, là những giống như ở lớp dưới em tính diện tích bằng than tam giác thì gì vân vân, là công thức bắt buộc mình phải nhớ. Thì hình hộp nhật nó có ba kích thước, thì em thấy ví dụ như em đi mua đồ cũng vậy, nó ghi cái đó học ở cái ngoài nó ghi mấy nhân mấy nhân mấy à, đã là cái hình khối hình thập nhật. Còn ví dụ như mình mua gạch thì chỉ nói là bao nhiêu nhân bao nhiêu thôi chứ không có nói dài rộng gì đâu à. Rồi chúng ta tìm hiểu bài số 5. Thì đây là một bài toán quen thuộc cho mấy em. Ở đây là hình ảnh là gì? Cái lều, nếu em nào mà hay đi cắm trại đi, em sẽ thấy người ta căng lều để làm sinh hoạt đó, người ta né né ví dụ như mình ăn uống hay gì đó, tức là không sinh hoạt ngoài trời thì mình rút vô thì cái lều nó phủ bạt chúng ta bụi gió à. Thì thực chất nó chính là một cái hình lâm trụ đứng đấy tam giác mà thôi đây, mà nó không để đứng mà nó nằm thì nó trở thành giống như hình dạng như vậy. Thì mang khi đọc mình thấy số liệu người ta cho thì mình phải hiểu nè, đây mình thấy giờ thành mô tả là đây nè cái tam giác nè, đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ nhì, đỉnh thứ ba, đây đây là một mặt sau đối diện nó là song song đó, một hai ba, thấy chưa? Thì đây chính những là cái cửa lều, khi em bước vô đây nó sẽ có một cái tấm bạt nó vừa kéo, em kéo lên em bước vô em kéo lại để cho giữ cái tấm lều là không có bị gió bụi gì đó hát vô à, mưa hát. Thì lâm trụ đáy tam giác thì nó có tất cả là ba hình chữ nhật, là ba cái mặt bên và hai đáy cũng là hai cái tam giác. Thầy nói như vậy là do cái lâm trụ đứng này nó cái đặt ngang rồi đây, thì đây là hai đáy. Thì nó nói là không tính cái mặt tiếp giáp với mặt đất, mặt tiếp giáp mặt đất thì mình tìm hiểu trên hình vẽ nó chính là cái mặt nào à, thầy sẽ dùng con trỏ, thầy con trỏ đây là gì, đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ nhì, đỉnh thứ ba và đỉnh thứ tư, thì thực chất nó chính là hình chữ nhật, em hiểu chưa? Như vậy nó còn lại bốn mặt, trong bốn mặt đó đây mặt này là một là hình tam giác,
mặt này cũng là tam giác. Và em để ý là hai mặt này, hai cái tam giác này bằng nhau, bởi vì là nhìn cạnh 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 đánh dấu cùng hiệu, thì theo quy ước các đối tượng bằng nhau thì được dùng đánh dấu cùng một hiệu. Mà tương tự như vậy là hai cái tấm bạc để che xuyên xuyên đó, của lều đây, thấy chưa, nó là hình chữ nhật, cái mặt bên kia cũng là hình chữ nhật này. Em thấy con chỏ thì rìa, tức là thầy bao quanh nó như vậy. Để tính diện tích tranh đó, phủ bạc đó, thì ta chỉ việc đi tính diện tích một cái hình chữ nhật thôi, cộng với diện tích một cái gì, một cái cửa ra vào, tức là cái đáy của lâm tự đứng, tức là cái tam giác. Rồi sau đó tất cả nhân hai, tất cả nó đặt trong mặt. Bởi vì sao? Đây là một đáy nè, chiều cao đáy này là 4,8, thì cái 1,8 này người ta cho biết là chiều cao đó. Như bạn biết thì ta biết rồi, tính diện tích tam giác với đáy nhân cao tương ứng chia chia hai, và thầy cũng khuyên em chia hai là trên để mà em có thể rút gọn. Trong bài này thì người ta cho số lập phân thôi, không có gì hết. Còn cái diện tích của hình nhật này thì hai cái thước nó đâu, đây là một cạnh cho biết 72 và cạnh này là 3 cũng cho biết cũ. Bây giờ hiểu chưa? Thể tích thì bằng gì? Thể tích thì mình lấy diện tích đáy, diện tích đáy là có rồi, tức là diện tích gian này nhân chiều cao của lâm trụ, chiều cao lâm trụ chính là 7,2. Bài số 6 là bài toán đố rồi anh em. Chúng ta đọc hết, ta tìm hiểu giữa cái đã cho và cái cần tìm có mối liên hệ như thế nào. Thì đây bạn An ra một cái siêu thị đó mua hai cái món hàng. Món hàng thứ nhất có giá trị là 200.000 đồng, nhưng mà được giảm là cho biết giảm 10%. Còn món thứ hai được giảm 15%. Nó nhờ để coi lại tính giá tiền thế giờ nó để bà kêu chúng ta xác định coi cái món hàng thứ hai nó thực chất nó có giá tiền là bao nhiêu. Biết rằng tổng số tiền của em phải trả là 307.500 đồng. Như vậy thì anh thấy món hàng thứ hai chỉ biết giá nhưng cho biết nó đã giảm bao nhiêu phần trăm. Như vậy muốn biết được giá thì khi mà mình phải xác định số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ hai, và lúc này mình căn cứ hai giá trị. Món hàng thứ nhất có giá là 200.000 đồng nhưng mà được giảm 1%. Như vậy mình sẽ tính được số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ nhất, và căn cứ vào số tiền là tổng số tiền trả thì em xác định được là bạn An khi mua món hàng thứ hai sẽ phải trả bao nhiêu tiền, và từ đó mới tính được giá thành của cái món hàng thứ hai đó. Như vậy đầu tiên mình đi tìm gì? Số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ nhất, bằng cách em sẽ lấy gì lại em? Em lấy 200.000 đồng. Nhân phải biết khác luôn, 100% trừ cho số tiền giảm là nhiêu? 10%. Thấy chưa, nó ra cái gì đó. Ví dụ thì cho nó ra bằng A đi, bằng A là con số để đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm gì? Số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ hai. Muốn biết thì lấy gì? Mình sẽ lấy 307 nè, 500 trừ cho số tiền thì trả món hàng nhất. Giả dụ nó là một con số nào đó là phải gọi là số B. Thấy chưa? Rồi tiếp tục. Bây giờ cái bài này là bài toán tìm một số chưa biết. Chỉ biết gì? Giá trị phân số của nó.
thì con sẽ lấy cái gì đây? Nè, thầy có thể tóm tắt là sao ra món ăn bao nhiêu không biết, nhưng mà được giảm như này là phải trả, nhưng mà con phải lấy cái gì? Lấy giá trị. Giá trị là nhiêu? Giá trị là cái B đó chia cho số phần. Số phần thì con lấy là có nghĩa là 100% trừ cho 15%, hiểu chưa? Thì nói chung toán đố thì khi đọc là mày phải tìm hiểu hết mới được, nắm được chưa nào? Đó thì cái buổi học, cái buổi hôm nay là thầy ôn lại cho em một số kiến thức như vậy, nhớ chưa?